mày đừng có nói chuyện với tao. Dạ. Trời ơi trời, xí số tao xé xe tao dột cho nó mày về nha. Mày bán tao quấn mày chào máu đó. Mày đi bán mà người ta giật mày 20-30 triệu mà để cái đầu mày còn có cái lũ đít không à. 62 tuổi rồi con. Con dạ. Về con thấy nó ngồi ra nó trẻ củi từ sáng nó tấu, từ tấu tới sáng giờ nó trẻ 50 tuổi. Dạ. Tao nói bằng sự thật với mày á, tao đưa ông Dược Sư vô nè, Phật nè, để nó vuốt mặt nó ngồi vậy luôn. Chứ không nó nằm không được. Dạ. Nó là mắc cái gì ở đây mà nó tột xuống đây và tao cũng không hiểu. Hạ trên xe còn có hai. Dạ. Mà chưa thấy nó tàn nhẫn với em tao á, chiếc Castro 50 phân khấu từ Sóc Trăng về 10 giờ sáng. Mà cái gầy gầm nó 11 là cái ngày mà tao phải đi về trên Gò Tháp để mà cúng ông cố nội tao, trọng quá ra nó đụng xe. Rồi tao phát khổ lên, tao vô tao lại bảo vệ không cho gặp mặt ở trên lầu lầu năm chảnh, nó kéo dây lên chảnh muốn chết ở chảnh, tao nói thôi tao lại mày luôn rồi ở chảnh 20 ngày mướn ngày 2 triệu tiền đâu, bán miếng đất luôn, miếng đất mà 2 giờ rồi con thấy ha, là có người lại xây tường rồi 2 khoé nè. Đất bên đó hả? Phải không? Trời ơi, nhà tao đó chứ bên nào mày. Dạ dạ, tao đã nói mày tao bán rồi nó xây, hiểu không? Dạ đúng rồi, nó không xây lấy con khỉ vợ. Dạ, cái nó xây luôn. Trời ơi, tao mừng xỉu luôn. Mà con Su nó lại nghe tao nó 1 tháng rồi ngồi dòm nó, no luôn, không ăn đó. Trời ơi, nó khổ dữ lắm. Má của tao á hả, trồng gần 20 cây dừa, 30 cây chuối, 40 cây xài mà bả để làm chi mà cho tới ông trời muốn gãy hết trơn, đập vô miếu thủ thần mày. Yeah. Mưa đó. Yeah. Rồi giờ nói chung mà mình phải tiêu dẹp. Tiêu dẹp. Ừ. Cho nó gầu cái đời ngu của nó hay con. Phải trùng. Đi trùng. Lấy đồng tiền nó nuôi mày. Dạ. Này nó uống sữa gì lắc không à. Dạ. Nó thì có vợ, có gì trơn á. Nó cũng người Phật như con vậy nè. Cũng như người ngồi thiền hay là người cúng lại vậy thôi. Chứ nó không biết cái gì lại gì trơn á. Dạ. Mà nó bị người ta gạt con bà Ngọc Lịnh với bán số đó. Gạt đó, 20 triệu. Dạ. Hiểu không? Dạ, sao vậy bà? À, số đại. Số đề hả? Ừ. Cái bữa đó tao nghe rồi tao đâu có thèm nói. Tao chửi quá trời luôn. Cái tối rồi kiểu qua bệnh viện không cho thấy mặt. Nó nói đừng cho bà vô bệnh viện. Tao mà thấy rồi tao nói một cái là tao quýnh bác sĩ đó. Thì 8 bác sĩ hợp xong rồi đưa đi Chợ Rẫy mổ. Mà Chợ Rẫy thì có 800 triệu nó mổ mà chứ gì. Dạ. Cái đâu có tiền, điện qua bên Mỹ á. Nhỏ em nó thì bán 4 khách sạn dở về cho 400 đô thì bà về bà chở bà và vợ Obama tổng thống mới đen nó chữ nó tao xạo. Tao chơi bà phát này bà qua bên miền bà không dám về nhà tao, miếng đất tôi bán rồi của ông vợ chồng bà là ông nội tôi bán rồi. Bà nói tao ở đây làm đĩ để chai ngựa tôi bà cà chớn bà lấy chú tôi bà lấy tiền bà về bà nuôi thằng thủ tướng Lê Đức Anh giờ nó qua chủ tịch nó chết mẹ nó rồi. Yeah. Anh bả đó. Ghê hết con. Ghê quá trời nha bà. Mà bả hai phai rồi. Hai phai. Dạ. Chú tao thì Việt Kiều Mỹ. Dạ. Bả thì Quế mà lại Thái Lan. Dạ. Quế mà lại Thái Lan không? Ừ, ông nội bả Thái Lan, bả Quế. Dạ. Đâu còn coi trời bả gì bả dắt cái bao tiền gì nè lít. Dạ. Cái bả giờ bả đi xe du lịch bả chảnh một cái hàng hầu bả mày hai người tài xế. Bao từ phi trường về là 3 triệu đó. Ta nói thôi tôi lại bà đừng về nữa nha, tôi khổ dữ lắm rồi ha. Bà về nữa tôi thắt cổ tôi chết đó. Dạ. Tôi đã ông già tôi mất dạy đi nuôi chú tôi là em của ổng là chồng của bà là 20-30 năm học võ bị Đà Lạt khen cứ bà có 20 tuổi bà đẻ 5-6 đứa. Dạ. Cái thằng em của bà hai con ổng á do phát đời mày phát đời giờ do anh khô bây giờ mày ghen phát đời là xem là ông nội ngó con cầu nó cho tao 2 triệu đó. Dạ. Sướng nghe. Dạ. Xua hàng ghép bị Vester là 2 triệu. Dạ. Cái tao đi nuôi cắm tao chụp cái hình tổ mẹ mày có đây không có gửi gì à hình tao chụp cái chảnh. Bây giờ hai hình là tao đưa mày luôn, tao đưa mày là khỏe ra đó cho tao dứt cái nghiệp chứ rồi đại lo mà tao cho 5-6 tấm. Ừ. Ở nhà có bà, trần ở nhà của bà hai giờ tổng hết là được mấy tấm hình còn 2 tấm duy nhất là chụp vào năm 1919 với 20 còn 21 là chấm dứt tới điểm là giờ ở trên tao đóng cửa chuối rồi đóng cửa chuối lại rồi. Đóng cửa nối à. Đóng cửa nối lại là tắt hại đó bà lên nữa bà chết liền đó. Dạ. Tại vì con Trang nó bao xe du lịch 2 triệu lên chảnh nó bị cọp nhập giờ nó quéo tay quéo chân mà nó chửi bà hai rồi hai đâu ghé nó được. Dạ, hiểu không? Dạ. Có nghĩa là mấy con cọp mới nhập. Trời đó ghê vậy bà. Nó dân con bị kìa. Cái chỗ bà. Nãy mà tao chỉ mà tiệm hết tóc đó. Dạ. Ghê quá ha. Nó quèo tay quèo chân nó quýnh lộn như taxi á. Ừ. Tao đâu thèm ghé nó.
thế nó gặp tao hả, nó đưa tao người vẽ không, người vẽ lâu nhà. Dạ. Tao hỏi mày sống với tao á mà còn khi dễ nhà nước hả? Năm nay nó 47 tuổi, ba nó tử vong, má nó tử vong, anh em nó tử vong ha. Bây giờ á tao biểu mày phải lên núi mày tiễn vong đi ha, đi đã ha, ăn có 140.000 tiền cơm nhiều khoe. Tao nói mày ăn chứ đâu có ăn không. Mà mày đi mấy giờ? 7 giờ con về đây 4 giờ đi taxi. Con với con lên quýnh lộn trên xe đó. Ai biết mày ngu. Mày đi nấu mà mày không cúng mà mày vô đó mày quýnh lộn, mà quýnh lộn với ông Phật hả? Dạ. Mày vô tao ngồi thiền tao cúng cái nào lấy. Im gu. Im gu luôn. À. Ai chơi với nó con, chuyện mất tóc chứ, chuyện mất tay nãy đó. Dạ. Mẹ khiến cho tao lợi mày. Dạ. Ừ. Rồi mẹ khiến bữa nay gặp con nha. Mẹ cứu hoài hai đại kế mà nó có nuôi mấy con chó đó. Dạ. Con chó nó dữ quá nó cắn người ta hiểu không? Dạ. Bây giờ nó hất tóc ghía kì á, nó bị ung thư phổi rồi, giờ nó sợ chết nó mới đi núi hiểu không? Dạ. Tao sợ lắm. Mà nó bằng con mà hai mà sao nó hổn quá trời. Dạ. Anh ghế nó cũng hổn quá chết, Trần Thị Gậm chết rồi, giờ nó bị bốn vòng mày. Bốn vòng? Ồ, thấy ghê vậy. Bốn số đại không hả? Dạ. Bốn số đại không mà hỏi mà có đồng bạc nào đâu. Mà quýnh trúng không? Thua. Thua không mà hả? Ừ. Đó giờ bà hai có cho số ai của chú đề trúng được tao không có chơi với con này à nha. Nói thẳng với mày, má nó ở Mỹ đó, con cung này nè, mà nó bị thằng em gửi quýnh con em, nó còn có hai cọng tóc. Bây giờ tao không biết nha, bây giờ hai đứa đi núi nha, đi về làm giấy ly dị. Dạ. Nó với con này đó là bạn chí cốt, mà tao hỏi mày con gái với con gái mà trong khi đó hai đứa nó là cái thá gì của bà hai, đứa họ võ đứa họ lưu, bà hai họ Nguyễn. Nó nói là bà xuống tôi qua chăm họ hả, tôi qua chăm họ tôi về, trời ơi tôi về tôi còn bệnh dữ nữa. Ừ. Coi đi núi về chữ chữ tao đi núi và tao ngủ ngon là ăn cơm rất là nhiều, còn này hả không tin, không có lòng tin, không có lòng tin. Ừ. Bởi vì không có lòng tin rồi còn pháp mà đâu có được đâu chữ Phật. Ừ. Mà tao mua cho nó 6 ông thận ông 2 triệu mà nó thờ ông qua đà nè ha, ông gì lạc không. Bây giờ tao nói thiệt với mày nha, để ngồi như tượng đá vậy, lạnh tanh như chùa Bà Đanh. Bởi vì không có biến điển. Bởi vì Phật pháp nó nhiệm màu lắm. Mày phải tu mới được đó. Ông Ba Lẹo ông vẽ bà ông Nam mẹ duy trì mặt mấy ông. Tao thờ 32 năm rồi đó, vàng đeo cả ký đó. Mà giờ thờ nhỏ em tao giật đúng không? Nó chết mà được bỏ đem về giờ thờ y vậy. Bây giờ hả? Hết bệnh. Dạ. Mà tao bắt buộc nó phải ăn chay trường, phải tu nha, mày không tu tao bỏ mày vô lò thiêu quá. Dạ. Mà khi mà mình thỉnh em Phật... của bà hai đó 60 còn hai sắp hai. Dạ, khi mà mình thỉnh Phật về là mình làm sao mà mình tưởng tượng là con đi đến tiệm thì nói chung con để trên bàn đầu con ngồi từ từ con nấu chè con dựng lên rồi con ra mặt trời á, hay con nhỉ cái nhãn á, con hiểu không? Dạ. Con đưa ổng qua mặt trời hay nhỉ cái nhãn xong rồi đó, rồi con để cái đầu con để lên rồi gan luôn. Dạ. Nhẹ thôi rồi con cứ làm vậy thôi, rồi con cũng chè chúng chè ha. Ừ. Chè sôi rồi ổng ăn vậy hả? Mày tin là cái chùa Quan Âm nó nằm trên cái bè chảnh ha, tôi bà cái báo bán Phật của tao ba sồn bỏ hoại tới đời thứ bảy, nhà bà đói không có cơm ăn, mà con cháu bà đi ăn cắp ba cái cây về xây nhà đi nguyên nhà luôn. Tao lên tao thỉnh hai ghe Phật vậy nè lít. Dạ. Tao em chùa Phước Hải về hai ghe Phật, ông Dược Sơ, ông Địa Tạng, ông Quan Âm, ông Di Đạt, ông Di Lạc, rồi ông Bổn Sơ ha, rồi ông qua đà bảy ông hay về xuống hai hàng nó lại tao chè sâu thôi cúng dỗ trống in mà năm đó tao đi đạo biết tao nhiêu tuổi không, tao cũng 48. Dạ, 48. Xây cái chùa đó Quan Âm đó con, tối đó nó đưa cái mặt bự lắm mẹ, xuống mấy bà bụng bự hết trơn quán hồn chạy mày không cho ngủ rồi. Dạ. Bà vô đó bà niệm ấn sao đi hay ấn quá. Chú đại la ni á bắt điện luôn năm ở đất ra dạ mua gì cha bà lỗ với tết chú bác ra bà già rất khỏe bà hai mà hạ tay tao bằng hai cái hết. Dạ. Bụng chú không, chú là nghiêm nè, chú đại bi nè nó mới đi chứ mày không tụng á hả, mày ở đó là tao nói thiệt mày tấu mà ngủ á nghe rồi nó đè mà tới sáng ghẹ tao kè đè có bụng chạy bàn luôn mà tao nói mới cãi tao nó để chú trong bụng á vậy hả. Ủa vậy bây giờ nếu mà bị ma đè rồi mình làm sao, cách sao mình giải quá giải bà hai? À, thì nói chung với con người ta sợ ma thì người ta lấy cái dao ta để đầu hay là ta lấy dòng nem ha. Vậy hay tỏi. Là tỏi không thành những đời cái bùa rồi ta để cũng như là cái xương rồng á. À xương rồng. Ừ thì nó đi. Dạ. Hiểu không? Dạ. Con thấy người ta treo cái ghế không, ngồi. Không thành vấn đề, cái đó là cái chỗ con ngủ thôi, nhưng mà thật sự là nó không sợ.
chỉ có chú của Phật rồi nó mới đi thôi, chú của Đức Quan Âm đó. Dạ. Của Đức Thích Ca. Chú đó đọc sao bà hai? Á Răng Bú Đa Đại Bi Quá Thân Bồ Tát Á Ra Hằng. Á Ra Hằng là Đức Phật chọn lành. Dạ. Bây giờ ông sư của bà đó hang là ổng là người Pháp đó, sư bùa bủ ổng là kỹ sư đó con. Dạ. Ông về ông chị mấy con mẹ đi mấy cha khùng ngốc hết trơn á. Mọi người cán bộ mày ơi, rồi vô đó ông đụng Á Răng Bú Đa Đại Bi Đức Phật chọn lành cái đi hết. Dạ. Ủa ông đó bà cũng bị quá trời bị luôn, dòng họ bà 28 dòng không ừ. Trời ơi. Hỏi mày nghe, em có ông nội tao thì chống Pháp nó cán đường dài xe lửa. Dạ. Chữ qua đại tới chèo rồi cái ông này á học học bác sĩ ha. Ở bên miên nó chặt đầu là hai rồi ha, rồi ông nội tắt cổ ba chú đụng xe nữa. Rồi ở cây cốc lão chú Thinh Khuôn Lý Tài Chí Đức Hình Hữu Lương Thảo Hùng Hòa là có mấy út 28 dòng má bà ông nội tao. Rồi làm sao tao chịu nổi, tao phải chịu lấy gánh nghiệp. Cũng là 28 gói gạo, 18 gói muối, đều muốn cắm á. Dạ. Đụng 3 đêm, dược sư với địa tạng, đi chân. Hay quá ha. Siêu đẳng. Siêu đẳng luôn. Đi rồi. Luôn, không có gì đó. Dạ. Còn ở trường hợp mà bây giờ mình có mua nhà mới, rồi giống như là mình nhà mình mới vô luôn, giống như mình ở dưới quê mình lên thành phố đi, bây giờ mình có cái nhà mới ở trên cái chỗ mà trước giờ là mình chưa có ngủ, thì chưa có ở đó, thì bây giờ mình đầu tiên là mình làm gì ba hai? Thì con xong nhà, xong nhà là bằng cách đó là con rửa sạch sẽ đàng hoàng, sợ dân quá trơn rồi ha. Dạ. Là con đốt muối hột cho nó nổ. Đốt muối hột cho nó nổ để trong cái thau ha. Dạ. Mới đầu ha, tao kể mà tao quýt ứa máu má là tất đuổi tao, tao ở ha, rồi em tao cũng tao ở ha, mà để nhà không chừng 4 tháng trời, hai vợ chồng thợ hồ chết. Rồi cuối cùng tao ra đường, tao lên trên cầu mới tao ngủ, nó liền nó xuống sông mấy trăm lần, tao khổ quá. Cuối cùng má tao chết, tao mới về nhà tao bán được miếng đất, hiểu không? Dạ. Yeah. Thì con đốt mới học. Dạ. Yeah. Cái đó là do của người thất tổ của mình chứ đâu phải do mấy cái chuyện của con. Dạ yeah, không, con ví dụ thôi. Người ta không phải bề trên là của người thất tổ của con đó, là người ta quyết định cho con. Dạ. Yeah. Là cái người đó không có đất không được ở. Dạ. Yeah. Trừ khi con có đất con mới được ở. Dạ. Yeah. Bề má tao mua cái nhà cư xá sao không ở rồi chết bỏ cho ở, thì cái chuyện của bà. Bà đi thưa hả, bà quản lý chừng mười mấy năm. Thì cái chuyện của bà tao nói bà hoài, bà ly, bà dày, bà ngu, không có cái quần mà bận vô bệnh viện cả. Cái chuyện đó là do cái quyết định của quyền thất tổ, con hiểu không? Dạ. Đất bán mà không cúng lại. Dạ. Không thờ. Đúng rồi. Người ta không có chỗ ngầu thì con cũng đi bụi. Dạ. Bà thờ, bà cúng, bà lại ăn uống sung sướng, sáng muốn súp, muốn cua thì cũng có, bởi vì làm sao bà chết đáo được con. Đúng rồi. Rồi những người mà người ta làm ăn này kia á bà hai, ừ. Thì người ta con nói vụ bồ là không đúng nha. Dạ. Tại vì bồ trà Ngải Thái Phát Xích Nhật á, là cái thằng này nó xài với bà xài không được, bà giết nó luôn rồi ngậm gì nè hen, rồi nấu gà hen, rồi ngâm vô rượu uống, ngâm vô rượu thơm. Dạ không, cái thứ này đó là thứ ngải đó. Dạ con không, cái này là con nói là những người người ta làm ăn á, người ta sẽ thờ cái bàn thờ ông thần tài thổ địa á, đúng không? Thì cái đó hồ mình... đi lính á, không cái vụ ăn không thành vấn đề, hồ đi lính á, bà có dùng ngải thiệt, nhưng mà cái ông bảy đời này đó, ổng là bạn Lý Tiểu Long, ngậm vô hai dầu thơm là con hỏi nghe là tao đưa tiền, nhưng mà thật sự á cũng chết ngoài đường á. Dạ. Thì cái đời thời kỳ chiến tranh đó con. Dạ. Thì ngải trà, ngải thái, ngải mi, bùa Thái Lan này kia á, rồi bà đốt mẹ nó trơn rồi, ba bà chết một đồ vậy nè, bà đốt á, hiểu không? Dạ dạ. Chứ để con xài qua cái đó hoài hết rồi con tiêu luôn. Đúng rồi. Thì chỉ có phép của Phật thôi, Ai Thang Bố Đa Đức Phật chọn lành, con giái gì biết còn hết. Đúng rồi, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật thì cũng rẻ tiền thôi, cái Á Ra Hằng Bú Đa Đại Bi Quán Thân Bồ Tát, cái câu này là của tiếng Ra Bài Đa, gọi tiếng của Đức Thích Ca, là tiếng của tiếng Phạn đó, còn tiếng Bà Ly đó. Chứ gì mạnh nữa. Lắm. Dạ dạ. Ông cỡ đó đó. Chứ con đừng có lo ba cái vụ mà xưng rồng xưng réo vậy chứ. Dạ dạ. Bà nó thiệt, con bà gặp gặp hai lần ông tao nè, nó thẳng với con á, không dám chơi bà đó. Dạ. Yeah. Bây giờ bà bảy núi sao bà sợ con? Bà đúng không rồi. Có sợ con, nhưng mà bà xúi con tâu. Dạ. Yeah. Con phải nghe lời bà hai, con phải tâu. Dạ. Yeah. Bằng cách đừng quá đáng với người ta ha, tôi trong cái trái tôi ngoài, tôi trong một chỗ ngoài một chơi. Cái quán nào bà phái quán nó bán một chút xíu hết trơn à, người quán nào bà ghét là quán nó ngồi đó ngáp gùi thấy bà nội luôn. Ở đằng này thì có thằng hất tóc tên là Tài. Dạ. Nó đẻ hai ba đứa con rồi nó dục với xong rồi giờ nó hất tóc cũng nổi để nó đóng cửa rồi đó. Dạ. Cũng quá đáng cho bà, thời kỳ cũng khổ sở cũng khủng hoảng con. Dạ. Cách nay mười mấy năm. Dạ. Cái đường này ha, sình nó lên tới đây rồi, cái quần bà cột thì chuối bà đi không ai cho bà chén cơm nữa đó, mà cái bà Tư á đặng ha, chồng bà chết ngoài đường á, bà không có tiền mua hòm nữa, cái đắp ổng chiếc chiếu á con, bà cắm gì nè,
mà sao bây giờ bà mang ơn bà sáng nào bà cũng cho bà 10.000 mua hộp kem hết trơn. Bà đó hả, con bà làm bà án đó, ở Mỹ mới về cả. Mày lại mày thấy quán xà bông về tây á, mà con người bà không có phản được ha. Tại vì bà nhớ cái đời khổ của bà đó. Hồi đó bà kêu bà về ăn rồi uống mà nó không không, tôi không có thời gian, kêu ăn bà ghét lắm, tấm ma không cứ bà không ăn đâu. Ví dụ bà thèm ăn ha, là bà là ở cái chỗ nào vắng vẻ thanh tịnh cái bà kêu xíu cơm bà ngồi cái giọng không cho ai thấy hết. Còn giọng thứ ăn mà khoe này kia nọ là về ấu chích cha luôn. Ủa thường bà hay ăn cơm ngoài đường hay là ăn cơm ở nhà? À tao nói bà em tao nó dẹp tiệm thì bây giờ tao có cách chạy, hiểu không? Dạ. Thì nó chung với con thì sáng chợ hằng hai thì năm bật sấp là xong ngay. Xong ngay, rồi chiều. Chiều thì nó chung với con thì làm hai gói mì là xong ngay. Dạ, làm hai gói mì. Trời bà ơi. Ăn nãy nó mới rồi sốt đó, mới dạ. Nóng lạnh đó. Bỏ vậy thôi đừng ăn mì nữa bà ơi. Nguy hiểm ha. Nguy hiểm á, bệnh mà ăn mì sao con hả? Con, mẹ con làm gì vậy? Mẹ con ở nhà làm ruộng. Ừ, được rồi, nhiêu tuổi? Dạ, mẹ con 48 rồi. Ừ, tốt ha. Ừ. Cũng cỡ con bà, còn cha con làm gì? Cha con ở nhà cũng làm ruộng, làm vườn ha. Dạ, cũng tốt hết đây, nhưng mà làm mấy nghề đó cực. Đúng rồi bà. Còn con học tới đâu? Dạ, con học tới đại học cao đẳng lận. Vậy là con quá sang rồi. Dạ. Con hy vọng là sau này con cũng trở thành người tốt đó. Nhưng mà con phải làm chuyện thiện cũng như con là người tốt rồi, phải không? Thì con phải giúp dân. Dạ. Vì nước quân thân, vì dân là nhiệm vụ, bắt công an đâu dám bắt bà. Dạ. Nó đâu dám bắt bà đi xe Bích Tùng hay là đi Xuân Phúc, mẹ gì hay là Biên Hòa, Đồng Nai cũng dám ho đâu. Dạ. Tao đâu có phạm pháp đâu, tao sợ mày. Dạ. Sau này theo bà thì bây giờ con thứ hay nhất biết là không có buôn lậu ma túy nè. Dạ. Thứ hai là không uống rượu xì ke nè. Thứ ba là không có hiếp dâm phụ nữ nè. Dạ. Thì cuộc đời của mày không có đụng chạm tới pháp luật, hiểu không? Dạ. Sau này con làm gì để mà con tao có tòa án ngoại là nó biết tao nhiều lắm. Mấy đất đó là bảy chủ mua đó mà chết hết trơn á, hại tao chết 10 người đó. Dạ. Không dám bắt bà hai. Dạ. Tự xử. Dạ. Con thì bây giờ con có cái căn đức của Đức Phật. Rồi thứ hai là vua chúa thì cũng Hồng Nguyễn cùng triều đình với bà hai. Dạ. Thì con cũng phải bao xe taxi con lên núi á, con cúng của quyền con phần cơm rồi con vô khách sạn con ngủ, sáng con về sớm. Ví dụ con đi ở đây 4 giờ phe con lên chảnh 10 giờ con cúng xong rồi quay về 4 giờ, về đây 7 giờ là một ngày một thôi. Dạ. Là con dứt điểm, không còn lưu luyến những cái người mà hại con. Dạ. Không còn lưu luyến những người hại con. Ừ, ở thiệt tầm thiệt, còn ở không thiệt thì đi luôn đi. Dạ. Đừng có lâu bô nữa, hiểu không? Dạ. Đừng có ăn cơm nhà chuyện hàng xóm, tao ghét lắm nha. Đúng rồi. Ăn thiệt có thiệt, còn hồn còn xác còn xàm quá thôi đi. Có cái thằng kia kìa đó, coi cho tao uống nước đái nước sang con, nó giận ngộn đóng mổ kìa, bị gì không, bị đái đường. Đái đường. Không nói chuyện với nó nữa, tao không. Mọi nhỏ em nó bây giờ lấy ông già qua nước ngoài rồi ha. Cái nhà nó cắn tao nãy tao nói mày đó, đập dạ. Nát. Thì cái chuyện của người ta. Đúng nhưng rồi. Mà tại sao hại bà hai? Dạ. Bà hai thà là chết đấu chứ không vô nó xin cơm đó con. Nó đi chạy gạo cái bà này chết, nó liệm một cái vòng bây giờ vô nó giờ đó chờ giờ ai dám ho, tao không dám ho với nó này cái nhà chạy tao đi ngang tao nhắm mắt tao muốn chết luôn, mà tao gặp mày tao mừng muốn xỉu luôn á. Mừng quá cho mừng hả bà? Không phải, cũng như ở trên người ta khiến cho bà đừng có đụng hàng. Dạ. Không đụng hàng, cái thứ nhất á là nó mua đất này hồi xưa á, ba chỉ vàng á mà nó trồng cũng kêu nó bán riết rồi, giờ còn cái nhà nó còn có cái nóc không. Cái thằng anh được chết để hai cái chân đạp vô cái nhà nó rồi giờ nó ở riết còn giống quỷ. Yeah. Rồi tao hỏi mày á, con cháu kêu tao bằng cô hai cô bốn, mày giờ cái nhà này nè nó có tốt cho bà hai không? Yeah. Bà hai bồng nó hồi bị lớn giờ nó coi bà hai như cục cất, nó quýnh bà hai nguyên cái ghế chết tại Tiền Giang. Bây giờ tao không nói chuyện với nó, mẹ nó kêu chị dâu nó đối xử bà hai ở cái vùng này, cái nhà đó đó. Bà hai nói thẳng với con, bà hai thù dữ lắm rồi, nhưng mà bà hai không có khai cho con nghe nữa. Nếu con nghe nữa thì con mệt mỏi dữ lắm. Đúng rồi. Mà dòng họ chú con bác ha, có cái miễu ha là chết 18 người đó, giờ thờ ai cúng. Dạ. Xời ơi, tới ngày cái ai vậy đà, ai vậy đà, ai cúng. Ai cúng hả? Dạ. Thì mày phải hiểu đâu là chánh, đâu là tà. Dạ. Chánh á thì có đệ tử nuôi như vậy nè, còn tà ha thì về núi ở. Núi ở. Ờ, về chổng núp lùm mấy cái cục đá đó. Phải không? Dạ. Tao bực dữ lắm, mà điều tao biết dữ lắm là tao nói dữ lắm, lên có hai ba thằng sáu đen lên lấy vàng, lấy bạc, lấy quần, lấy áo của tao hai ba giờ sáng 26 tuổi rồi thôi về đi cha. Ở đâu ạ? À? Ở Cái Châu. Trời ơi, trời 3 giờ khuya tao bò muốn gần chết, tao bò từ nước cấm mày biết hả, tao bò xuống tới An Giang luôn á. Đi mệt hà. Dạ. Yeah.
Rồi năm nay mẹ khiến mà khổ quá không cho đi, khiến con cho bà tiền á. Bà ở nhà bà nghỉ ngơi, bà nghỉ ngơi, dưỡng cái xác nó yếu, thương cái xác này đi, cái xuồng qua sau mà con banh quá thì con đi. Đúng rồi, ví dụ ngày nào cũng đá banh hay con bóng gỗ con đứt dây não. Dạ. Hay là ngày nào con uống rượu bia hết trơn thì con đứt dây não, thì con phải nghe lời bà, tuổi trẻ mà ai cũng đua chen vào ha. Dạ. Giàu có, giàu sang. Dạ. Thì cái giàu người ta không hiểu cái danh từ. Cái giàu sang đó là con không tiền là con cũng sang như thường, còn con giàu mà con có tiền con cũng phụ lần, thấy mẹ thấy ông nội luôn. Dạ. Và cũng như người ta nói, cái người không có của thì nói chung con thì như bà đi sinh đây thì con thương bà rồi bà cảm ơn, hiểu không? Dạ. Còn cái thằng năm đen này nó chủ nhà máy đó mà tại sao nó chết ha, cái quýnh mẹ nó lấy cái bà kia có công có con đại quý mới chết nè, 52 tuổi nè, hỏi con nó chở ghe mà từ đây qua Châu Đốc mà nó bỏ bà trên núi, làm sao mà sống nổi với mấy cái loại người này. Nghe nó chết rồi bà hai không cúng nó nữa, mà sáng thằng con nó cho có 7 rồi bà hai nói sai tao cắt lố không trả tiền, sai tao dạy anh Văn con 9 giờ út á lấy thằng đại tướng công nhân viên, bây giờ không cho tao tiền, bây giờ tao nói công an đó, tao tuyên bố với công an 113 đó, dám ho không, mày bỏ tao trên núi á, rồi giờ nó chết tao đâu thèm biết. Thì cái đó là cái giàu của nó, chủ nhà máy, nhưng mà nó có ra gì, có ra gì với con không? Dạ. Thì con nhớ cái từ là giàu, giàu có. Dạ. Con này giàu sang. Dạ. Giàu tạo khó bán, cái chuyện đó là chuyện trao đổi ha. Dạ. Nó cái từ giàu đó, mà tiếng Mỹ nó kêu rich là giàu. Dạ. Còn poor là nghèo, hiểu không? Đúng rồi. Thì black đó là đen, white là trắng, ví dụ lại khái thôi, nhưng mà mày phải hiểu mấy cái từ đó. Dạ. Thì nó có ba từ là tụ đâu, tụ heo và tụ bi. Đó là động từ, hiểu không? Tao biết tới 8.000 động từ lận. Dạ. Mấy trời làm lấy ví dụ thôi. Dạ. Mà anh Văn mà con không biết mấy cái từ này sao con học? Đúng rồi. Thì ai là chủ từ rồi cái động từ rồi mới tới cái túc từ, hiểu không? Dạ. Ai cô mới khích đại khái thôi. Nắm vững mấy cái đó còn nói chuyện với Mỹ mới được. Đúng rồi. Tao nói chuyện với Mỹ á, tao cũng nhờ tao giỏi anh Giang. Dạ. Tao đi máy bay thì tao nói này nói nọ, xong rồi make is not full, Mỹ mà ổn mà chàng. Dạ. Đó bụng quá. Bay lên tới lì câu luôn á. Dạ. Ba tao chở mà làm gì mà đi giữ à, tao nói ai biết ông đủ, tao cũng đánh, ông đạp, ông đủ ra khỏi nhà, giờ tao đi máy bay 7 đó. Về Phú Quốc, ổng quái luôn. Chừng sau ông về đây, ông hối hận lắm con, ông buồn quá ông chết. Tính ra cuộc đời của chú và hai ở Mỹ giàu thì ghê lắm, năm mua 3-4 chiếc Innova, về hỏi ba mày làm gì chết tôi chết đói, chú không gửi tiền. Dạ. Mà gửi về con biết lột sàn rồi bỏ xà bông á, hai vợ chồng xin cơm nó ăn 20 mấy năm. Tao thấy ba tao á giấu thuốc không cho tao uống, mà hồi đó tao bán 2 xị máu rồi gãy á, tao đói quá về ha, mình mãi tao tan nát á, tao xuống chùa Tịnh Độ tao chặt thuốc 10 năm, tao tự khổ. Rồi đi xuống chỗ Từ Quang á, chồng đầu không nói cho cha mình biết, tự khổ. Rồi xuống chỗ Cam Qua cắt lúa 5 công 90 dạ, thầy dạy anh cũng tự khổ. Mà sao cái khổ của bà hai vậy, nó quay về cái phước. Bà hai nói bằng sự thật, cái con chỗ Cam Qua xây cất rồi là bà đi đó. Còn chùa Phúc Huệ thôi đừng nói tới, chùa đó kinh doanh đó bà nội ơi, bà cố sơ ơi, tu tiếu 20-30 ngàn, ăn được chó quay sư lưng cắn bà rồi ha, là bảo đảm với con ha, bà đắp hành tím đi xuống tới chùa Long An là thầy chết, tao không đi đó ma luôn, tao khổ quá khổ rồi, mấy ông đừng có quậy tôi nữa, tôi bực bội dữ lắm rồi nha, đừng có giả dạng mà bận đồ si cô nha. À, thật nói giả sa môn nhưng mà kỳ thật không phải gọi là sa môn. Mày thấy không? Dạ. Giờ mày hớt cái tóc mày lại rồi mày về mà tắm bông hoài. Dạ. Ha. Dạ. Xả cái căn mày bớt đi. Dạ. Rồi mà kiếm tiền mà đi xe taxi chừng 2 triệu thôi. Dạ. Lên tới đỉnh núi một cắm, tới cụ quyền đàng hoàng cúng, đàng hoàng cơm nước, tiền bạc đàng hoàng, tấu cũng khách sạn ngủ đàng hoàng. Mày là gì kêu cái bộ gọi về đó đi, rồi sáng mày về. Dạ. Ở chỗ có khách sạn dài đã lắm. Thật mà tao ngủ ha, là cái thằng này nó hại tao 17 tuổi nó chết. Bắt dông về nó nhốt luôn. Bây giờ nó 47 rồi đó. Dạ. Thì Nguyễn Dương Phong thì nói chung con hớt tóc đầu đinh lên vậy nè, giống như ông Thích Ca vậy đó. Dạ, hớt đầu đinh không có giống mẻ. Ông mắt mẻ giống ông Di Lạc vậy đó. Dạ. Hớt kiểu này giống ma lắm mày, hớt sừng lên.
Ý của tao là vậy ha. Dạ. Rồi bắt đầu mà đi chảnh đây rồi mày về mày đổi tông. Đổi tông. Tông gì bà? Ngủ nằm bao thấy hết trơn à, thấy cảnh hết trơn à. Mày trúng số rồi có tiền ăn. Dạ. Thì tông xui chứ tông gì trời. Dạ. Tông nghèo á. Dạ. Hiểu không? Dạ. Bà nói cái câu là không làm mà vẫn có ăn. Cái chuyện đó là chuyện trời sao mà hỉ. Dạ. Trời si đất sập. Mày biết thằng Thí An nó hồn nguyễn á. Nó nghèo không có cơm, nãy giờ nó có cả 100 triệu rồi, cả 100 tỷ, nó mua khách sạn luôn tiền, con lên chợ con hai con thấy Thí An á. Dạ. Tại sao nó giàu tao không biết luôn trời. Nó tóc chỗ này ha. Ừ, Nguyễn Thí An. Dạ. Nó không ra gì hết á, mà tại sao nó giàu? Tao nói nó đi nó cắm, nó cúng. Nó cúng xong rồi nó về, nó đi Phú Quốc ha, đi Đà Lạt, bây giờ hả, ba đứa con rồi đó. Dạ. Tao lên tao xin ở chảnh cho đẻ thành trai rồi, giờ đẻ mổ ở ngoài bệnh viện gì dân á mày, ở ngoài bệnh viện gì cái gì trên Sài Gòn á mày. Yeah. Bệnh viện gì nè, bệnh viện quốc tế. Yeah. Tao đâu nói nữa tao, mày đẻ sạch ruột đi, tao khổ quá khổ rồi. Yeah. Mà hỏi mày á, nó nghèo hết, con chị nó quýnh nó han, bây giờ cậu nó chết, cha mẹ ông ngoại nó chết lén rồi, có Maryland về, bây giờ nó có khách sạn rồi, nó đâu chơi mà hay nữa. Yeah. Nó thẳng với con là phản đó. Dạ. Nguyễn Thí An tính ra trời đó giờ bà hai đi 34 tuổi vòng quanh thế giới hết trơn nha, chưa đây bà trời ơi, tôi chỉ biết cái Sài Gòn ha, rồi Cà Mau, Vĩnh Long, Rạch Giá, Phú Quốc, rồi Nha Trang, Đà Nẵng, Quế, Đà Lạt với mấy cái tỉnh lụng dụng đây nè, với Long Xuyên, Rạch Giá đây nè, mấy. Dạ. Cái vườn xe đét mắt ma nè mà. Chứ ngoài ra là tao nói chung với mày á, thì gia đình tao là ngu lì dày lắm, đâu có cho tao mà xả vàng 17 năm giấc ngủ dài lê dẫn, tao không biết ông trời nữa. Yeah. Không hiểu ông trời nữa, nhưng mà nói chung với con nhờ nuốt cấm. Nuốt cấm xả bỏ. Xả căng. Ừ. Xả cái ác. Dạ. Yeah. Tức điên luôn. Tức điên luôn. Thôi gán nha bà hai ơi. Không chịu mày. Tức điên luôn rồi tao lên chảnh tao cúng ha, tự nhiên ở trên ta cũng độ mạng chứ. Nó trắng ra với con là con người chồng bông mà phải đi ăn ba cái cứt chó hả mày? Ví dụ mà chồng bông rồi mình biết cứt chó mà ăn hả? Không chịu. Thì tao đi tao cúng mấy ngàn bộ đại bi chảnh á, thì yeah. Chùa Phật lớn á, mấy bà cố bà sơ nào cũng đem cơm mà cho hai ăn hết trơn á con. Yeah, yeah. Thì 28 dòng hả, mà hai thì lên chảnh á, mà gán mà nghe kinh nha, nó theo tao đập mày. Đúng rồi, gán nghe kinh hả bà. Mấy người chết á. Dạ, dạ. Thì từ từ cái nó cũng xuôi tay à con. Dạ. Xuôi tay nhắm mắt à. Dạ. Chứ không lẽ lấy dạo thọt hậu mày hoài. Rồi thôi giờ về bà hai. Dạ. Yeah. Đi thôi. Rồi bà hai về, trước khi về bà hai có lời nào nhắn nhủ. Ủa sao mày nói mà chở tao về tao đưa mày hai cái hình. Thì đó thì con chở bà hai về nè. Ừ, nhắn nhủ gì con. Thì nói chung với con, cái thứ nhất á là cha mẹ nghèo thì mình phải khổ, cha mẹ giàu thì mình sướng. Thì cha mẹ nào cũng gọi là cha mẹ. Dạ. Cha mẹ Trần Thế mày giờ đó, rồi cha mẹ cụ quyền của mày ha. Dạ. Chứ cha mẹ là thầy tổ, hiểu không? Dạ. Thì cấp bậc thì cái người bề trên á, Phật. Dạ. Á cũng là cha mẹ, thì mày phải tôn trọng chút. Dạ. Còn thầy tổ á, thì mày cũng nể nang chút. Dạ. Còn cái loại người mà tối ngày mà gây sự mày hoài ha. Dạ. Rồi kêu mang bắt bà hai cho xuống đời á, mấy nữa tao nhai xương nha mày. Nhai xương hả? Ừ. Rồi mấy người gây sự với con sao? Mấy người gây sự với con rồi sao? Tốt luôn. Cái đó là cái căn của người ta thấp hèn, con hiểu không? Dạ, người ta thấy dạ. Hơn người ta là ganh tị. Dạ. Chứ không phải người ta thấy mày đi du lịch mà tao phái đâu. Dạ. Đúng rồi, ganh tị hả bà. Dạ. Rồi mẹ nói với con là bánh xe chuyển kiếp thiệt lăng mau, bom đạn nổ tung, nó nhảy gào chết thâu vô số tao bỏ hết, người sống sót của con tao. Chùa Châu Đốc, chùa ông nội bà vô ngủ còn đuổi đó, không kêu quan bắt bà hai nữa. Bà. Dạ. Hai đâu về chùa được, về. Dạ. Núi chắc ăn rồi. Đồ này ở dưới cầu đốt nó bán đẹp nhiều quá đó. Bữa nay mặc đồ sáng á con đi xuống chùa cầu đốt con mua vài bộ đồ cho cha mẹ con bận với. Dạ. Con bán có 20 hàng rẻ. Dạ, ha bà. Rồi thôi về ha. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều ha, đã theo dõi video của hai bà cháu mình. Chúc bà thật nhiều sức khỏe và sớm hết bệnh nha, cũng như là chúc tất cả mọi người buổi tối thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và đừng quên like video của mình để ủng hộ mình nha. Cái quán này tôi cảm thấy nhẹ. Dạ. Tâm hồn của thời thế, thân là ngày đầu tôi gặp nó với ngày thứ nhì.
ngay chỗ Đại Sam nhà ma đó tôi cũng thích. Rồi dạ, chỗ này là tôi hợp vé thoải mái nha, thoải mái mà tôi dạ, tưởng tôi khỏe khoắn hơn. Dạ, và tôi nói chuyện tốt hơn. Rồi chúc mọi người sao không có chúc chúc mọi người là vững bền cậu tu. Dạ, vững bền cậu tu quá hay, sống mà không tu á thì cũng như là ngu luôn. Dạ, rồi thôi về bà hai ơi. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều ha. Thì bây giờ mình đưa bà hai về, cái đường cũng hơi xa, bây giờ trễ cũng 7 giờ mấy rồi. Đúng dạ, cảm ơn mọi người rất là nhiều, bye bye nha. Bye bye nha.